đây? Mày là ai mà bị giật chồng tao? Tôi làm gì vậy hả? Tao không có giật gì của mày hết á. Anh Thịnh tình nguyện theo tao. Ôi thì lo ở nhà đi. Ra ngoài đường sùm hết à. Không mất mặt hả? Anh Thịnh, anh nói đi. Chuyện này là sao? Sao chăng gì nữa? Đi về đừng có sùm. Anh bỏ em đi theo con hồ ly này mấy bữa nay. Anh có biết em ở nhà em ngóng chờ anh về không? Ngóng làm gì? Mắc cái gì mà ngóng? Đi về giùm cái đi. Tôi chán cô lắm rồi. Em bầu bì như vậy nè, em cũng cần anh ở bên để chăm sóc em mà. Sao anh nói vậy được? Đó, vì cô như vậy tôi mới chán nè. Đúng là. Đi về đi. Nghe người yêu tôi đuổi hoài mà sao cô lì quá vậy? Bầu bì thì lo ở nhà dưỡng thai đi. Ngựa ngựa ra ngoài đường làm cái gì? La lối nhức cái đầu à. Em lên xe trước đi, để nắng. Làm gì vậy? Hả? Cô có biết là mấy tháng nay tôi chán cô vì cái chuyện gì không? Vì cô không có chiều tôi được cái gì hết á. Tôi cũng là đàn ông mà, cũng cần phải giải tỏa chứ. Bây giờ đi về nha. Tôi nói trước đó, đi về. Sinh con xong đi. Quả mai tôi còn suy nghĩ lại. Anh Hạnh ơi, đừng có bỏ mẹ con em hả? Tôi ra coi. Anh Hạnh. Cái thằng mất dạy kia, mày dám đối xử với vợ mày như vậy hả? Mày về đây mày biết tay tao. Quyên, con có sao không? Đứng lên, đứng lên. Đi, theo ba đi về. Để rồi ba kiếm cách ba trừng trị nó. Con á, con phải cố lên nha chưa? Còn phải vì con của con nữa. Đi. Anh thấy cái nhẫn này đẹp không? Có hợp với tay em không? Trời ơi, cái tay em đẹp vậy nè. Đeo cái gì nó cũng đẹp hết á. Mua cái này cho em đi. Đâu? Đâu anh coi coi. 5.000 đô luôn hả? 5.000 đô là rẻ rồi đó. Người yêu của bạn em tặng nó tầm mười mấy 20.000 đô không à. Anh tiếc với em hả? Đâu có, anh đâu có tiếc với em. Thương em vậy mà tiếc cái gì. Thôi giờ anh thanh toán liền cho em luôn nè. Đó, chốt luôn mua luôn nè. Rồi dạ, coi. Vậy mới là người em yêu chứ. Ba đồ quỷ nè, chuyện nhỏ. Có gì kỳ ta? Tài khoản bị khóa thẻ rồi. Anh kiểm tra lại coi. Đâu để thử anh đổi qua thẻ khác coi. Ủa không được luôn. Rồi, cái kiểu này là ông già anh, ông khóa thẻ nè. Là chắc con vợ nhiều chuyện ở nhà nó nói nó mét ổng nè, ổng mới khóa thẻ của anh nè. Bực thiệt chứ. Giờ làm sao anh? Để anh gọi cho ổng. Ủa ba làm gì mà khóa hết thẻ của tôi vậy? Thằng mất dạy, mày là đàn ông mà mày không biết thương vợ thương con. Con của mày nó cũng chưa chào đời đó. Thôi ba nhiều chuyện quá. Ba là ba tôi thôi, ba can thiệp vô đời sống riêng của tôi là sao? Mày dám nói chuyện với tao như vậy hả? Được, mai mày đừng lên công ty làm nữa. Tao coi thử không có tao mày sống được bao lâu. Ba khỏi hù tôi ha, tôi khỏi lên luôn. Tôi khỏi về cái nhà đó luôn. Coi coi ba sống một mình ba lủi thủi đó cho ba biết. Mày bực bội. Má ông già chơi gắt thiệt chứ. Em không biết đâu nha. Anh làm sao rồi làm. Em không có tiền là em chết, em sống nổi đâu đó. Yên tâm đi. Anh biết tính ông già anh, ổng thương anh lắm. Từ hồi nhỏ là ổng chăm anh như là chăm trứng vậy đó. À bây giờ nè, anh giận ổng vài bữa thôi. Em coi thử coi, vài bữa nữa là ổng phải năn nỉ ổng gọi điện kêu anh về liền mà. Anh rành ổng quá luôn. Vài bữa anh về được nhà, anh mua cho em chiếc nhẫn này nha. Mua bà bốn chiếc luôn, chiếc nhẫn này là cái gì? Dạ. Em về rồi hả? Có mua cái gì cho anh ăn không? Hồi sáng giờ không có gì ăn, đói bụng quá à. Ăn cám ăn không? Em sao vậy? Tự nhiên gắt gỏng với anh vậy? Còn sao nữa? Hai tháng nay
anh suốt ngày chỉ có nằm ngủ rồi chạy thay ra chưa chán hả? Thì từ từ đi, anh về nhà được, anh lấy tiền già của anh bù lại cho em. Thôi đừng có hứa hẹn nữa, hai tháng nay ông già anh không gọi cho anh là biết ông bỏ rơi anh luôn rồi. Thợ em nói gì kỳ á, thì cái gì cũng phải từ từ. Hồi trước anh nhớ anh cũng lo cho em đầy đủ mà. Bây giờ anh kể lễ với tôi hả? Sao anh đồng bà quá vậy? Hai tháng nay anh bám váy tôi anh không biết nhục hả? Ê, hồi nãy giờ tôi nhịn nha, cô quá đáng rồi đó. Tôi nói cô biết à, cọp ngủ chưa chắc là cọp chết đâu, đừng có xem thường tôi. Cọp gì thì mẹ anh chứ. Tôi nói cho anh biết nha, bây giờ tôi có trai bao nuôi rồi, anh biến ra khỏi nhà tôi không có dư cơm nuôi thứ vô dụng như anh đâu. Mày cút, đừng để tao đưa bồ tao tới đây đánh cho mày một trận, tao đuổi mày ra khỏi nhà lúc mày nhục lắm. Ba, mày chịu về rồi hả thằng khốn? Hả? Ba, vợ con vậy là sao ba? Còn sao nữa? Mày còn biết đó là vợ của mày sao? Kể lúc mày bỏ nó mày đi, nó trầm cảm nặng, rồi suy nhược cơ thể. Tới khi nó sinh nở thì yếu ớt, rồi cả mẹ, cả con tử vong hết. Bây giờ mày vừa lòng mày chưa hả? Không thể nào đâu, không thể nào vậy được, không thể nào vậy được. Sáng mắt mày ra đi, là tại tao, tất cả là tại tao. Tao nuông chiều mày từ nhỏ tới giờ, nên bây giờ mày mới ra cái con người như vậy nè. Ngày xưa cũng vì tao, tao ham công ham việc, nên về đêm hôm khuya khắc, tao hại mẹ mày phải đi kiếm tao rồi xảy ra tai nạn. Giờ tao phải sống trong dằn vặt đau khổ vì cái chết của mẹ mày, mày biết chưa? Cũng vì lẽ đó tao mới nuông chiều mày, bây giờ mày mới hư hỏng như vậy nè. Tao dạy mày sao hả? Lúc nào cũng phải yêu thương vợ con của mình, người phụ nữ của mình đó, mày biết chưa? Nhưng mà mày đâu có nghe tao. Bây giờ nó ra nông nổi như vậy nè, mày vừa lòng mày chưa hả? Trời ơi, con xin lỗi bà. Vợ ơi, anh xin lỗi vợ. Anh xin lỗi con. Anh biết anh sai rồi Nguyễn ơi. Anh biết anh sai rồi. Anh biết sai là được rồi. Em sống khôn thái thiên, em tha lỗi cho anh đi Quyền ơi. Anh Thịnh, em còn sống nè. Bà, chỉ cho mày một bài học, nếu mà mày không kịp thức tỉnh á thì mày sẽ mất tất cả đó. Bà ơi, vợ con còn sống. Con cảm ơn bà. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em. Anh sai với em rồi, anh hứa. Anh hứa là anh không vậy nữa, anh sẽ bù đắp cho em với con. Em tha lỗi cho anh nha. Ba, con không có về đâu. Con với anh Thịnh yêu nhau thiệt mà ba.
yêu đương cái gì chứ? Nó dám dụ dỗ con gái nhà lành, cái thứ này có ra gì đâu mà yêu nó. Bác đừng chia cắt tụi con mà bác. Tụi con thương nhau thật lòng mà bác. Bác, đừng mà bác. Con phải đi về với ba. Nó mà yêu đương gì hả? Nó thương con á, là chẳng qua nó đào bỏ nhà mình thôi. Con coi đi, từng tuổi này rồi người ta có công ăn sự nghiệp đàng hoàng, ở đâu mà lông bông giống như nó vậy hả? Đi về. Ba đừng nói gì mà tội nghiệp con bác. Con thương Nguyên thật lòng mà, không phải con làm biếng đâu. Tại vì con chưa kiếm được việc làm thôi bác. Đúng rồi đó ba, anh Thịnh anh có ý chí lắm. Con tin là anh sẽ thành công mà ba. Con á, con bị nó bỏ bù mê thuốc lú rồi, không có nói nhiều nữa. Đi theo ba về, đi về. Ba ơi. Quyên ơi. Con chào hai bác. Trời ơi, mày còn dám giác cái bản mặt mày tới đây hả? Mày muốn chết hả? Thằng Vương đâu rồi? Tống cổ nó ra khỏi nhà cho tao. Bác nghe con nói đi bác. Con muốn cưới Quyên mà bác. Con năn nỉ bác. Mày nói cái gì? Mày làm cái trò gì vậy? Bác ơi bác, đừng đuổi đi nữa. Đánh ông lại, nó chết ở đây giờ. Ba đừng ăn, đánh lại nữa mà ba. Tụi con nó còn với nhau rồi nè. Bà coi nè, Quyên ơi là Quyên. Mày vừa nói cái gì vậy? Mày bôi trơ trát trấu lên mặt cha mẹ của mày rồi đó. Là con gọi ảnh tới đây đó. Bây giờ ba mẹ cũng thấy rồi, tụi con có con với nhau rồi. Ba mẹ đừng cấm cản nữa. Quyên ơi Quyên, sao con khờ quá vậy? Nó đang dụ dỗ con á. Không có đâu mẹ, anh Thịnh lúc nào anh cũng yêu thương con hết đó. Quyên. Anh Thịnh. Em nói với ba đủ mọi cách rồi, nhưng ba cũng không có chịu hiểu cho tụi mình. Ba còn cấm túc em nữa. Hôm nay em phải trốn ra đây em mới được gặp anh đó. Nín đi, anh biết rồi, em đừng khóc nữa. Hay là mình trốn đi đi anh. Em soạn sẵn đồ rồi nè, em chỉ muốn sống với anh thôi. Anh đưa em đi đi. Em đừng còn nít nữa Quyên. Trốn đi không phải là cách tốt nhất đâu. Mà trốn đi thì em mang tội bất hiếu đó. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Có cách này nè. Nhẫn hả? Anh mua hồi nào vậy? Mà sao anh có nhiều tiền mua nhẫn cho em? Anh bán xe máy của anh rồi, anh lấy tiền đó mua nhẫn cho em đó. Vậy rồi anh đi bằng cái gì? Anh đi bộ cũng được, đi xe buýt cũng được. Nhưng mà em đồng ý làm vợ anh nha Quyên. Em đồng ý. Quyên nè, từ bây giờ em đã là vợ của anh. Anh muốn mình ở với nhau danh chính ngôn thuận. Anh không muốn em đi với anh mà em bị thiệt thòi. Em về ở với anh đi, tụi mình sẽ có con. Khi mà mình có con rồi, mình về nhà ba mẹ em, chắc chắn ba mẹ em sẽ chấp nhận. Đúng rồi hả? Sao không nghĩ ra ta? Ba mẹ em thích con nít lắm đó. Hay là bây giờ mình đi liền đi anh. Đó, ba mẹ thấy chưa? Anh Thịnh anh có dụ dỗ con đâu. Anh lúc nào cũng hy sinh, cũng yêu thương con hết đó. Bác ơi, con thương Nguyên thật lòng mà bác. Bác thương con, bác cho con cơ hội nha bác. Con thề với bác luôn, con sẽ chăm sóc bảo vệ Nguyên hết đời. Hai bác cho con cơ hội nha. Ông ơi, cho tụi nó lấy nhau đi. Chứ bây giờ nó có con với nhau rồi, mình đừng có cản nó nữa. Thôi được rồi, ta sẽ cho hai đứa bay cưới nhau. Đứng lên đi. Đứng lên đi anh. Ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ nhiều. Kể từ ngày mai, cậu đến công ty của tôi làm việc luôn đi. Có vợ có con rồi á, phải chí thú làm ăn, phải có công việc ổn định mới được. Dạ con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ. Thịnh nè, đây là căn nhà mặt tiền lớn. Sau khi hai đứa làm đám cưới xong á, thì ba sẽ sang tên cho hai đứa con, cố gắng mà làm ăn nghe.
Dạ con cảm ơn ba. Mày phải hết sức nỗ lực để lo cho hai mẹ con nó đó. Dạ ba cứ yên tâm, hai mẹ con Nguyên là cả cuộc đời của con. Ông ơi ông, gia đình mình chết tới nơi rồi ông ơi. Bà nói cái gì? Cái gì chết? Ơi, gia đình mình phá sản rồi. Mà sao lại phá sản? Ở bên phòng vận chuyển á, nó báo về á là những cái container của mình nó bị dìm xuống biển hết trơn rồi. Bây giờ không có còn cái gì nữa hết trơn á. Trời ơi là trời. Cả 100 tỷ của tôi trong đó đó. Ba mẹ bình tĩnh đi. Có gì mình từ từ tìm cách giải quyết. Bây giờ tính sao không? Nếu mà bên đối tác nó thua một cái là mình đi tù đó. Còn tính sao nữa? Thì bán hết nhà cửa, tài sản mà trả nợ cho người ta. Trời ơi, gia đình của mình phá sản thiệt rồi. Phá sản cũng được mà ba mẹ. Miễn sao nhà mình không ai đi tù là được rồi. Đưa đây. Gì vậy? Đi. Đưa cho em. Tài sản cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Ba mẹ cầm lấy, bán để trả nợ đi. Nhà mình yên ấm là đủ rồi. Con gái à, ba xin lỗi con. Để con bầu bì như vậy mà phải chứng kiến cái cảnh này. Đâu có sao đâu ba. Bọn làm con cái phải có hiếu với cha mẹ chứ. Thịnh nè, hay là bây giờ á, con dẫn con Quyên về sống với mẹ con một thời gian đi. Chị ở đây á, để ba mẹ giải quyết. Chứ để nó chứng kiến cái cảnh như vậy á, thì không tốt cho mẹ con nó đâu. Ông Quyên ngáo không dạ? Đem nó về nhà lấy cái gì nuôi? Đỉnh lăng bám nhà tôi hả? Mày! Con nói cái gì vậy Thịnh? Bà bị điếc hay sao bà không nghe? Tôi nói đưa nó về nhà lấy cái gì nuôi? Anh Thịnh! Anh nói cái gì vậy? Sao? Nè, tôi lật bài tẩy cho cô biết luôn. Tôi đến với cô là vì ông bà già cô giàu thôi. Còn bây giờ phá sản, không có mẹ gì hết. Trời ơi, tưởng chuột xa hũ nếp ai về. Vô nghe cái hũ gì á, chứ không phải hũ nếp. Khóc lóc gì, trả cho tôi cái nhẫn đi. Tôi đeo nó phí lắm, trả cho tôi. Anh đừng có như vậy mà. Nói là tôi quýnh vậy hả? Anh thương con. Chết chết. Mày lôi cái bộ mặt mày ra rồi thấy chưa? Còn thấy chưa? Ba nhìn người đâu có sai đâu. Nó là thằng hai mặt đó. Cũng may á là chưa có tổ chức đám cưới đó. Tao nói cho mày biết, gia đình của tao không có phá sản gì ở đây hết á. Cái màn kịch này á là tao bàn với bà xã tao dựng lên để moi cái mặt của mày ra đó. Ba mẹ ơi, hồi nãy giờ con giỡn thôi chứ con không có ý đó đâu. Anh giỡn thôi. Đồ trưa trẻ. Bây giờ cút ra khỏi nhà tao. Anh Thịnh, ngày hôm nay tôi mới chứng kiến được cái bộ mặt thật của anh là như vậy. Anh không xứng đáng làm cha của con tôi. Anh biến khỏi nhà tôi nhanh lên. Đi. Cút. Làm gì vậy? Anh đang, anh nói thiệt với em biết đi. Anh có bồ nhí ở ngoài đúng không? Bồ nhí cái gì? Anh đi công tác mà. Anh đi công tác gì mà cả tháng giờ anh mới về? Thế anh đi công tác cũng chưa giải quyết xong công việc thì phải cả tháng chứ sao? Sao em hay ghen bóng ghen gió vậy? Anh đừng có hòng mà anh lừa tôi. Tôi chắc chắn đó là anh có bồ nhí ở ngoài nè. Nên cả tháng giờ anh cứ làm lơ tôi vậy đó. Mệt quá. Bây giờ anh đang rất là mệt. Để anh vô nhà anh nghỉ ngơi đã. Có gì nói chuyện sau đi. Mệt quá. Anh An. Ủa Quyên, làm gì mà hai vợ chồng bị ồn ào vậy? Thì cái chuyện hôm bữa em kể chị nghe đó. Bây giờ ổng về rồi, em hỏi ông cứ chối à. Nói tới được có im. Vậy là cái chuyện mà hôm bữa đi công tác em kể chị nghe là tới bây giờ mới về. Thì đó. Trời đất ơi, đi công tác gì đâu mà gần cả tháng trời. Rồi về đây gặp em thái độ còn lòi lõm như vậy. Chị nói thiệt nha, có bộ nhí chắc luôn. Thì em cũng nghĩ vậy đó chị. Nhưng mà bây giờ em đâu biết làm sao đâu. Chỗ hàng xóm thân thiết, chị có cái này chỉ cho em biết nè. Chị biết có một bà thầy bói rất hay luôn.
mấy cái ông chồng mà đi ngoại tình giống chồng em vậy nè, qua bên bả hỏi cách giải quyết một cái nha là về vợ chồng ấm êm hạnh phúc liền. Em đi không? Chị dẫn đi luôn. Thiệt hả chị? Thiệt. Đi chứ, chị dắt em đi đi. Đi liền. Đi đi chị, đi. Tách quả quýt này ra, tôi nhìn thấy cô bề ngoài giàu sang sung sướng nhưng mà sống rất là nội tâm, có những tâm sự không nói với ai được. Đúng nhận sai cãi cho cô. Dạ đúng rồi cô. Còn chồng cô là lao động chính ở trong nhà, công việc của anh ta là liên quan tới giấy tờ hay đi đi về về. Đúng nhận sai cãi cho cô. Dạ đúng luôn rồi cô ơi. Trong cái chuyện tình cảm của hai vợ chồng trục trặc nên cô tìm đến tôi. Đúng nhận sai cãi cho cô. Dạ cô nói hay quá cô ơi. Số con khổ lắm, cô giúp giùm con. Cái này mới là quan trọng nè. Tôi nhìn thấy có một nữ đang cặp kè với anh ta. Thế chú, chị nghi ngờ là chắc mà. Cô ơi, giờ con phải làm sao, cô giúp giùm con với cô. Cái chuyện này khó đây. Nhưng mà cô yên tâm đi, cô đã tìm đến tôi rồi á, thì tôi chắc chắn sẽ giúp được cô. Nhưng với một điều kiện là phải làm đúng những gì tôi dặn. Con sẽ làm theo những gì cô dặn, cô chỉ giùm con. Trước tiên anh ta định đi gặp nữ kia thì phải làm cho anh ta ở trong nhà. Giờ cô đặt 500.000 tiền tổ thì tôi sẽ giúp cô giữ anh ta ở trong nhà. Nhưng mà chỉ được một lần thôi đó. Nếu mà thấy hiệu quả thì quay lại đây, tôi sẽ giúp cô giải quyết triệt để. Dạ, con gửi rồi. Cầm cái này về, dán ở chỗ cái ghế của anh ta hay ngồi. Con cảm ơn cô nhiều. Chà, cơm ngon quá. Ăn cơm anh. Chà, ngon quá ha. Ăn nha em. Dạ. Ngon. Anh nè. Alo. Bà Nhi hả? Rồi, ok. Ok, rồi. Tới liền, anh tới đi. Rồi. Ủa, anh tính đi đâu hả? Anh qua bên công ty, có công việc gấp. Ủa, anh đang ăn cơm mà lên công ty gì? Nhưng nay ngày nghỉ của anh mà. Bây giờ công việc nó tới mình phải làm cho em. Biết sao được, em biết nghề anh rồi. Càm ràm làm gì hả? Anh lên thay đồ nha. Anh đi cái anh về anh ăn ăn sau nha. À. Ủa anh bị sao vậy? Không biết nữa, tự nhiên cái nó đau bụng ngang em ơi. Đau bụng hả? Chắc không lên công ty được rồi. Đau nhiều lắm ha anh. Cậu thay mặt là tôi giải quyết một số chuyện thôi nha. Đang bị đau. Không lên được. Rồi, không sao đâu. Rồi. Vậy thôi, ở nhà đi. Em đưa anh vô phòng nghỉ nha. Để anh tự vô phòng được rồi. Trong phòng có dầu gió không? Có. Rồi. Sao rồi? Trời ơi, hay lắm chị ơi. Ông chồng em ổn ở nhà luôn, không có đi nữa. Công nhận cô Lệ cạo tay quá à. Thế chị đúng ghê không? Chính xác luôn. Ê, nhưng mà chị nhớ cô Lệ nói là linh nghiệm có một lần thôi à. Vậy giờ mình làm gì tiếp chị? Còn làm gì nữa? Bây giờ chị với em chạy nhanh qua nhà cô Lệ, nhờ cô giải quyết cho triệt để luôn. Đi, chị em mình đi. Thôi cô hay quá à. Bây giờ cô giúp giùm con giải quyết triệt để cho chồng con ở nhà luôn với con nha cô. Được thôi, nhưng mà rất là tốn kém. Dạ, tốn kém cỡ bao nhiêu vậy cô? Tiền lễ cúng là 200 triệu. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ giúp cô cúng. Cô nói sao, 200 triệu lận hả? Nguyên,
có 200 triệu à, mà đổi lại được hạnh phúc gia đình em. Em đưa đi. Cô ơi, cô thương con, cô bớt cho con chút đỉnh được không cô? Nè, tiền lễ cúng mà cô dám trả giá với thần thánh như vậy hả? Mời cô ra ngoài. Dạ không, con không có ý đó. Thôi để bây giờ con chuyển liền cho cô nha. Tiền vô. Bà thấy tôi giỏi không? Có một cái món làm ăn quá ngon lành. Được rồi, nè, cứ như vậy mà phát huy. Tìm mấy cái đứa ngu ngu giống mấy đứa đó, dễ kiếm tiền dễ sao luôn á. Nhưng mà tôi không hiểu sao mà nó ngu thiệt các bạn. Tôi mà không nói cho bà biết á, chồng nó làm nghề gì, gia cảnh nhà nó làm sao, thì sao mà bà biết được. Vậy mà nó cũng tin nữa. Thôi được rồi, ở đây lâu không có được, đi về đi. Tôi về nha. Đứng lại. Ủa gì vậy? Hai người đã bị bắt vì hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan để lừa tiền người khác. Mời theo tôi về đồn điều tra. Đi. Đó, em thấy chưa hả? Bây giờ em sáng mắt chưa? Em biết rồi. Mà sao anh biết hay vậy? Thì tại cái bà Thanh nhiều chuyện đó. Đi vô nhà mình xin đường, anh đứng dưới cầu thang, anh nhìn thấy bà lén lút bỏ cái gì vô chén cơm nên anh xin nghi. Quyên, cho chị xin miếng đường đi. Nãy đi chợ quên mua. Chị đợi em xíu nha. Có chưa Quyên ơi? Tới nè. Rồi, cảm ơn nha. Nhớ dán lá bùa nghe chưa? Về á. Cũng may là anh nhanh trí, anh cố tình giả bệnh để anh đi theo hai người. Cũng kịp là anh kêu công an phường tới đó. Mà em nữa, sao em hay ghen tuông vậy? Anh nói rồi, anh chỉ có công việc và em. Tại giai đoạn này anh bận quá nên là anh không có lo cho em được. Chứ làm gì có bồ bịch gì ở đây. Thôi mà, em xin lỗi anh. Em hứa luôn là từ nay về sau em không có ghen bóng, ghen gió, dớ dẫn nữa đâu. Hứa đó nha. Dạ. Rồi tin anh chưa? Tin anh. Rồi bây giờ làm sao? Giờ mình đi về.